nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thưa quý anh chị em, chúng ta bước vào cái tuần Chủ nhật, cái tuần thứ tư của mùa vọng. Đây là chặng đường sau cùng trong cái thời gian chuẩn bị để mừng kính cái huyền nhiệm nhập thể. Thời gian sau cùng cũng là thời gian gấp rút. Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm một mẫu gương trong cái thời gian, cái tuần sau cùng này, đó là Đức Maria. Chúng ta cùng hướng về mẹ, quay quần xung quanh mẹ, xin mẹ giúp chúng ta làm thế nào để có thể gặp gỡ được con mẹ, làm thế nào để con mẹ có thể đến cư ngụ trong nhà linh hồn của chúng ta, trong mái ấm gia đình chúng ta và trong xã hội của chúng ta. Mẹ cho chúng ta mẫu gương đó. Chúng ta cùng mẹ hướng về trời cao, xin đón đã làm cho mẹ mang thai con Chúa Trời, cũng đồng thời dọn lòng chúng ta để chúng ta có thể mỗi cuộc đời của chúng ta trở thành một máng cỏ để tiếp nhận con chỉ ái của Cha qua việc mừng kính huyền nhiệm nhập thể. Lạy Chúa Thánh Thần, chính Chúa đã dọn lòng Đức Maria để cho con Chúa Trời ngự trị. Giáo hội mời gọi chúng con noi gương mẹ, mở lòng ra với Chúa để Chúa dọn lòng chúng con đón nhận Chúa Giêsu trong dịp mừng kính huyền nhiệm được phục sinh. Xin lỗi, huyền nhiệm nhập thể của Người. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban ơn sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Từ cõi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong giờ này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiết với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nơi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Lạy Chúa Thánh Thần là ánh sáng của trời cao, xin Chúa đẩy lùi những bóng tối của ghen tương, của hận thù, của đố kỵ ra khỏi tâm hồn chúng con. Xin Chúa đẩy lùi những bóng tối đã làm cho chúng con trở nên lạnh nhạt với nhau, cho cái máng cỏ tâm hồn chúng con trở nên ấm áp cho con Chúa Trời ngự trị.
coi lòng sâu thẳm, con xin thần linh Chúa hiện diện đầy vinh hiển trong phòng này. Nguyện thần Ngài tuôn đổ làm mọi lòng tươi mới, lời nguyện cầu tha thiên với Cha tình yêu. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nuôi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Hỡi Chúa, chúng con khấn thiết xin Ngài đến ban nuôi sống tươi mát chúng con, đưa hồn linh chúng con đến với Cha. Hỡi Chúa, xin Cha khiến cho mọi lòng hiệp nhất đến với Chúa với tấm lòng vỡ tan, đến với Chúa với tấm lòng biết ơn. Chúa ở cùng anh chị em. Bà ở cùng cha. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilee gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: mừng vui lên, hỡi đón đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà. Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng David, tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng? Sứ thần đáp: Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà. Vì thế, đấng thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. Bấy giờ bà Maria nói: vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta cùng nhau suy niệm về cái chủ đề hôm nay. Như tôi đã có gợi ý, cái chủ đề đó là đâu là căn tính của đấng chúng ta còn gặp, nghĩa là cái đặc tính riêng của Ngài, của đấng chúng ta còn gặp, đấng mà chúng ta mừng cái huyền nhiệm nhập thể của Ngài ở thứ tư mùa vọng này. Và sau đó là chúng ta coi cái gương nào giúp cho chúng ta có thể gặp gỡ được Ngài, có thể tiếp nhận được Ngài khi Ngài đến. Thì thứ nhất là căn tính của đấng chúng ta còn gặp. Tôi có thể tóm lược rất là dễ hiểu, nhanh để mà chúng ta nắm biết. Đó là nó gồm tóm trong cái chữ tín thành.
như ở trong cái thánh vịnh đáp ca mà hôm nay chúng ta nghe đó. Tôi rút từ một cái từ chìa khóa của cái bài đáp ca để có thể chứng minh sau đó từ các bài đọc khác để cho thấy Chúa tín thành như thế nào và đâu là khái niệm tín thành mà chúng ta gắn cho Thiên Chúa. Thì mời các anh chị em chúng ta cùng dừng lại ở cái bài Thánh Vịnh, bởi vì tôi rút cái chủ đề này từ Thánh Vịnh. Chúng ta cùng nghe cái đoạn Thánh Vịnh, Thánh Vịnh 88, với những cái đoạn trích là câu 2, câu 3, câu 4, 5, rồi đến sau đó là 27, đến 29, đến 30. Chúng ta nghe. Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ, miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài. Vâng, con nói, tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta chuyển tròn, đã thề cùng David nghĩa bọc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ. Người sẽ thưa với ta, Ngài chính là thân phụ, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Tôi mời các anh chị em chúng ta có dịp đọc lại cái bài này trong tuần từ nay cho tới lễ Giáng sinh. Cái Thánh Vịnh 88 nó rất là hay. Nó định nghĩa cái chữ thành tín, lòng thành tín của Thiên Chúa. Bây giờ khái niệm thành tín nghĩa là gì? Cái người thành tín hay là Thiên Chúa là đấng thành tín, cái khái niệm thành tín theo cái Thánh Vịnh này đó là tình thương. Người có tình thương được xây dựng tới thiên thu. Cho nên chúng ta thấy hai cái câu song đối của cái thể thơ của Thánh Vịnh đó là tình thương Chúa được xây dựng tới thiên thu. Nó song đối với lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời. Như vậy thì được xây dựng tới thiên thu, nó song đối với được thiết lập trên trời. Đó, rồi tình thương ấy nó song đối với lòng thành tín. Như vậy thì cái khái niệm thành tín đó là tình thương của Chúa, là Thiên Chúa yêu thương. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai của cái khái niệm thành tín đó là Ngài trung thành giữ cái lời hứa của Ngài. Chúng ta thấy ở cái câu 4 của Thánh Vịnh này là xưa Chúa phán, ta đã giao ước với người ta tuyển chọn, ta đã thề cùng David nghĩa bọc ta, rằng dòng dõi ngươi ta thiết lập cho đến ngàn đời, ngai vàng ngươi ta xây dựng qua muôn thế hệ. Như vậy thì cái khái niệm thứ hai của lòng thành tín đó là lòng trung thành giữ lời hứa mà mình hứa. Chúa đã giữ lời hứa là ban cho David một ngai vàng trường tồn đến muôn thế hệ, nghĩa là vĩnh cửu. Rồi cái khái niệm thứ ba của lòng thành tín Thiên Chúa đó là gì? Chúng ta thấy ở câu 27, 28 và 29 của Thánh Vịnh đó là Ngài sẽ thưa với ta, người sẽ thưa với ta, ý nói là Chúa Cha nói về Chúa Con đó. Ngài chính là thông phù, là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ. Ta sẽ yêu thương người đến muôn thuở và thành tín giữ giao ước với người. Một lần nữa chữ yêu thương và thành tín nó song đối với nhau, đồng nghĩa với nhau. Cho nên tín thành hay thành tín đồng nghĩa với yêu thương và trung thành giữ giao ước, giữ nghĩa tình, giữ lời kết ước, giữ lời hứa. Có đặc biệt, cái điểm đặc biệt ở đây, cái thành tín của Thiên Chúa, nó là cái lòng thành tín của một thân phụ, của một người cha. Cho nên cái chủ đề này nó cũng nằm trọn ở trong các bài đọc
mà chúng ta nghe hôm nay của Chủ nhật thứ 4 mùa vọng này, thưa anh chị em. Đó là khái niệm của thành tín. Như vậy, đâu là cái đặc điểm, cái căn tính của cái đấng mà chúng ta sẽ gặp? Đó là Ngài tín thành. Điểm thứ nhất, Ngài yêu thương. Rồi, bây giờ tôi mời gọi anh chị em, chúng ta đi đến cái bài đọc 1, trích từ quyển thứ 2 của sách Samuel, chương 7. Thì cái chương 7 này rất là một cái chương rất là tuyệt vời. Trong đó có hàm chứa lời hứa của Chúa, của Đức Chúa đối với vua David. Hứa cái gì? Đức Chúa hứa là ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên, kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó, ta sẽ là cha, đối với ta, nó sẽ là con. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa hứa thiết lập một dòng dõi, mà cái nhà này là cái tương quan, trong nhà này là tương quan cha với con. Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Chúng ta thấy cái lời hứa này được nhắc lại trong cái thánh vịnh mà chúng ta mới vừa nghe. Mà lời hứa này ngay từ khởi đầu, lời hứa này được thực hiện, được hứa 1000 năm trước Chúa Giáng sinh. Tôi dẫn anh chị em đi vào trong bối cảnh văn hóa và lịch sử của cái bài đọc 1 này. Chúng ta biết David sau khi mà được chọn làm vua thì ông rời bỏ Hebron, tức là một cái làng, một cái phố, thành phố nằm cách ở dưới miền nam, phía nam của thành thánh Jerusalem khoảng 40 cây số. Thế là ông củng cố lực lượng, ông tiến đến đánh chiếm những cái đồi, những vùng đồi núi Sion, nơi đó có đồi núi đền thờ, có đồi núi cây dầu, tất cả là đồi núi. Cái vùng đó là đồi núi cả. Ông đánh chiếm, ông đẩy lùi một cái bộ tộc của người Canaan đi. Sau đó ông xây dựng một cái thành đô, gọi là thành đô David. Rồi sau đó ông xây cho ông một cái villa, một cái nhà rất là sang, một cái gỗ trắc bá, nhưng mà hòm bia Thiên Chúa, tức là chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa do Ngài. Cái hòm bia đi với dân Chúa sau khi ký giao ước với Thiên Chúa ở núi Sinai, rồi 40 năm trong sa mạc, hòm bia Thiên Chúa đi và làm bao nhiêu việc kỳ diệu. Rồi bây giờ Chúa luôn giúp ông ta. Chúng ta ở để ý là Chúa luôn giúp ông ta trong quá giúp dân Chúa trong quá trình tiến về đất hứa. Rồi khi mà tới thời các vua thì Chúa cũng giúp, nhất là đặc biệt là David, để đưa ông lên ngai vàng để cai trị Israel do Ngài. Đương nhiên sau khi ông có được một cái căn nhà tốt đẹp rồi đó, thì ông mới mặc cảm. Ông nói là ông tâm sự với ngôn sứ Nathan, nói là tôi bây giờ tôi ở nhà bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải, nằm giữa cái lều. Thì Nathan mới nói là tất cả những gì Ngài ấp ủ trong lòng, xin Ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với Ngài. Thì khi Nathan nói với ông như vậy, thì đêm đó Chúa báo mộng cho Nathan rằng, hãy đi nói với tôi tớ của ta là David, Đức Chúa phán thế này, ngươi mà xây nhà cho ta ở sao? Cái chuyện này nó hơi dài, tôi xin tóm lược cho anh chị em. Có nghĩa là Chúa không muốn cho David xây nhà cho ông. Cho nên chúng ta để ý cái căn tính của vị Thiên Chúa này có cái đặc biệt đó. Cái nhà ở đây trong tiếng Do Thái, mà khi nói xây nhà cho Chúa, cái chữ nhà đồng nghĩa với chữ đền thờ, đồng nghĩa với cái đền thờ như đền thờ Jerusalem. Chúng ta biết trong lịch sử là sau này chính Salomon kế vị David, con của ông, đã xây một đền thờ cho Đức Chúa, tức là đền thành thánh Jerusalem bây giờ, đền thờ Jerusalem bây giờ. Thì khi Chúa từ chối, Chúa nói là ngươi mà xây nhà cho ta sao?
câu hỏi như vậy, thì Chúa mới lặp lại tất cả những gì con của Chúa làm. Chính ta đã cất nhắc ngươi từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng lên làm lãnh đạo dân ta là Israel. Ngươi đi đâu ta cũng đã ở với ngươi, mọi thù địch ngươi ta đã diệt trừ cho khúc mắt ngươi. Ta đã làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng như tên tuổi những bậc vị nhân trên mặt đất. Ta sẽ cho dân ta là Israel một chỗ ở, ngày ngày nhắc lại quá khứ với những lời hứa như vậy. Rồi xong ngài nói, ngài hứa, ngài nói là ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa. Đức Chúa báo cho ngươi biết là Chúa thiết lập cho ngươi một nhà. Chúng ta để ý cái câu này. Chính Chúa muốn thiết lập một nhà cho David. Mà nhà đây có nghĩa là vương quyền của David. Vương quyền của David. Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi, một người do chính ngươi sinh ra, và ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền. Đối với nó ta sẽ là cha, đối với ta nó sẽ là con. Nhà của ngươi, chúng ta để ý cái chữ nhà ở đây đó, là cái vương quyền, là cái đền thờ của ngươi. Vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt ta, ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi. Chúa hứa như vậy, thì lời hứa này được 1000 năm sau được thực hiện với tiếng xin vong của một trinh nữ miền Nazareth. Khi sứ thần đến báo tin là bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, thì bà bỡ ngỡ. Chính vậy mà sứ thần mới giải thích. Thì chúng ta để ý nghe trong cái lời giải thích của sứ thần là lặp lại lời hứa của Đức Chúa cho David, tổ phụ của Chúa Giêsu theo cái tộc của Thánh Giuse. Đó là sứ thần giải thích cho Đức Maria là: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Chúng ta thấy để ý, ngai vàng vua David tổ tiên người, mà ngai vàng đó đã hứa 1000 năm trước rồi. Người sẽ trị vì nhà Gia-cốp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận. Thì khi Đức Maria nói vâng với cái chương trình, cái dự án, cái chương trình cứu độ, cái chương trình của huyền nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa này, thì lời hứa 1000 năm trước là tự động được thực hiện nơi con người Đức Maria. Nhưng mà có cái điểm khác biệt giữa lời hứa ngày kia của 1000 năm trước và lời hứa là sẽ thụ thai và sinh con, và cái vương quyền của người con này là vương quyền của David sẽ tồn tại đến muôn đời. Nó có cái điểm khác biệt, đó là ngày xưa vua David muốn xây cho Chúa một nhà, còn ngày nay 1000 năm sau với Đức Maria, chính Thiên Chúa muốn xây cho nhân loại một nhà. Ngày xưa con người muốn xây cho Chúa một nhà, 1000 năm sau qua huyền nhiệm nhập thể, Thiên Chúa muốn xây cho nhân loại một nhà, mà nhà trong tiếng Do Thái là đền thờ. Như vậy cung lòng của Đức Maria trở thành nhà, là đền thờ để cho con Thiên Chúa ngự trị ở giữa nhân loại. Và qua sự hiện diện của Ngài, Ngài có thể đi vào trần gian qua cái cung lòng đền thờ của Đức Maria để thực hiện dự án tình yêu cứu độ của Cha. Đó. Thì đó là cái điểm khác biệt để chúng ta thấy. Thưa anh chị em, mời gọi anh chị em chúng ta bây giờ suy nghĩ, chúng ta suy niệm đến cái ý nghĩa biểu tượng của việc xây nhà. Tại sao Thiên Chúa từ chối David, từ chối cái ý nguyện của David muốn xây cho Chúa một nhà? Rồi sau khi từ chối thì Chúa muốn
kể bao nhiêu cái kỳ diệu Chúa làm. Nếu chúng ta đọc cái chương 7 của sách 2 Samuel, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Mà tại trong tinh thần của phụng vụ, chúng ta chỉ đọc cái trích dẫn thôi, chứ chúng ta chưa không có đọc tròn. Chúa nói là trong bao nhiêu năm trời đi trong sa mạc, ta có bao giờ xin các ngươi xây cho chúng ta một nhà, ta một nhà đâu. Cho đến tận bây giờ, đến lúc mà David đã ở vào nhà bằng gỗ bá hương, nhà đẹp của ông rồi đó, thì Chúa cũng không đòi ông con người xây cho Chúa một nhà. Như vậy thì đâu là cái ý nghĩa của việc con người muốn xây cho Chúa một nhà? Nhà là gì? Là dùng để bảo vệ, để che chở. Cái nghĩa biểu tượng thứ nhất, chúng ta che mưa, che gió, che nắng. Chúng ta thấy nhà cũng là chỉ cái sự thân tình giữa các thành viên cùng ở trong một nhà. Như vậy thì từ hai cái khái niệm đó, từ hai cái biểu tượng đó, chúng ta hiểu được cái tham vọng của con người muốn xây nhà. Bởi vì Chúa mới vừa cho đất hứa, David vừa đẩy lùi thắng hết quân thù, ông đang sống trong nhà đẹp, ông đang có một cuộc sống an nhàn. Những ân huệ đó đến từ Đức Chúa, ông thừa nhận điều đó. Nhưng làm sao để giữ được những ân huệ đó? Thì phải giữ cái Đức Chúa mà ban cho những ân huệ đó bằng cách xây nhà, để mà cho Đức Chúa ngự giữa mình, để Đức Chúa không phải bỏ đi. Đằng sau cái ước nguyện xây nhà mà Thiên Chúa từ chối này là ước nguyện của con người muốn chiếm hữu Thiên Chúa, muốn nhốt Thiên Chúa trong những phạm trù không gian và thời gian của mình, trong những phạm trù văn hóa của mình. Không, vì Thiên Chúa này nói bao nhiêu năm trời ta đi trong sa mạc với các ngươi, ta có bao giờ xin ta cứ sống ở dưới lều. Cho nên chúng ta thấy cái căn tính của vị Thiên Chúa này là không thể nào nắm bắt Ngài được. Không những Ngài tín thành, Ngài yêu thương, Ngài gần gũi như một người cha, nhưng mà đồng thời chúng ta không thể nắm bắt Ngài được. Cho nên việc Ngài cứ muốn ở dưới lều là ý muốn nói rằng tại lều là cái biểu tượng của đời sống du mục, nay đây mai đó và luôn luôn di động. Cho nên Thiên Chúa là đón luôn động và luôn di động. Cho nên khi con người muốn xây một đền thờ là qua cái ước nguyện này của David, chúng ta thấy phổ quát tính mà nói, cái khát vọng con người muốn nhốt Thiên Chúa vào trong những phạm trù không gian, thời gian và văn hóa của mình, để bảo tồn những cái hồng ân mà mình muốn có. Cái điều đó là một cái quan niệm sai lạc về vị Thiên Chúa tín thành này. Bởi vì vị Thiên Chúa tín thành này là vị Thiên Chúa luôn đi, đến để đi với con người, chứ không phải nhốt mình trong những phạm trù không gian là một cái ngôi nhà đền thờ, hay là thời gian là phải có nơi đó mới cầu nguyện được, cái lúc đó mới cầu nguyện được. Đó, chúng ta thấy Chúa không muốn bị nhốt trong các cái phạm trù đó, hay là trong Chúa cũng không muốn bị nhốt trong cái phạm trù văn hóa đặc thù nào cả. Bằng chứng rằng là Chúa không bắt chúng ta phải làm lễ bằng tiếng Aram chẳng hạn, như trong trường hợp thánh lễ được thiết lập trong cái ngôn ngữ Aram của Chúa Giêsu thời bấy giờ, Chúa không bắt. Như vậy mà trong dòng lịch sử giáo hội có người, nhất là giới bảo thủ Công giáo thuộc cái văn hóa Âu Châu, có một số nói là chỉ có lễ Latin mới valid, chỉ có lễ Latin mới có hợp, tức là hợp Pháp đó, mới có được đúng thành, mới thành sự đó. Chúng ta thấy khi mà lý luận như vậy có nghĩa là gì? Mình nhốt Thiên Chúa vào trong hiềm nhiệm của thánh lễ đó, vào trong cái phạm trù văn hóa ngôn ngữ của mình. Trong trường hợp đó, chúng ta đó, hình thức đó là hình thức sở hữu, muốn chiếm hữu Thiên Chúa. Đó là một sự thiếu tôn trọng, sự thiếu tôn trọng. Cho nên Chúa ở đây từ chối, không muốn cho David xây cho Ngài một nhà.
Ngài muốn tiếp tục ở dưới lều, có nghĩa là con người không thể nắm bắt Ngài trọn vẹn được. Đó, cho nên đó là một trong những đặc tính của vị Thiên Chúa biểu lộ như vậy. Cho nên thưa anh chị em, xây nhà, mình muốn xây nhà cho Chúa, nhưng mà 1000 năm sau Chúa đến xây nhà cho mình khi chọn cung lòng Đức Maria. Ngài muốn chọn cung lòng Đức Maria để xây nên một đền thánh, để cho con của Ngài có thể đến ngự trị và hiện diện, và qua đó cứu độ con người. Mà làm thế nào? Làm thế nào để Thiên Chúa có thể đến xây nhà trong cuộc đời chúng ta, trong xã hội chúng ta, trong mái ấm gia đình chúng ta? Bởi vì tôi gợi ý ngay từ đầu cho anh chị em, đó là cái chữ nhà, khi mà viết hoa trong tiếng Do Thái, hiện giờ bây giờ cũng vậy, khi đến Jerusalem, đứng trước cái đền thờ Jerusalem, thì anh chị em sẽ thấy người Do Thái họ để một cái bảng bằng tiếng Anh và bằng tiếng Do Thái. Bằng tiếng Anh và tiếng Do Thái. Họ nói đây là nhà trong tiếng Do Thái. Trong khi đó tiếng Anh dịch qua đây là cái đền thờ nơi Chúa đã tạo dựng Adam Eva, nơi linh thánh nhất của Do Thái giáo. Xin mời quý bạn phải tôn trọng nơi linh thánh này. Nhưng mà khi đọc bên tiếng Do Thái thì tôi thấy cái từ đền thờ đó không phải là từ đền thờ mà là từ nhà viết hoa. Cho nên Chúa muốn xây nhà, tức là Chúa muốn xây một đền thờ. Đền thờ này từ nay không còn là một đền thờ đá, sắt, xi măng nữa, nhưng mà là cung lòng của Đức Maria. Như vậy thì làm thế nào để cho Thiên Chúa có thể xây được một cái đền thờ trong cung lòng của chúng ta để con người ngự trị, để Thiên Chúa xây một cái đền thờ trong mái ấm gia đình chúng ta, trong xóm làng chúng ta, trong xã hội chúng ta, để con của Ngài có thể thực hiện cái tình yêu cứu độ của Ngài qua các huyền nhiệm của các bí tích? Làm thế nào? Đức Maria cho chúng ta cái gương đó, một trong những đặc điểm để có thể giúp cho Thiên Chúa xây nhà được, hay là một trong những cái tiêu chuẩn để cấp giấy xây dựng, cấp bằng xây dựng cho Thiên Chúa, đó là Đức Maria hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình. Đính hôn với Thánh Giuse rồi, Ngài cũng có một cái chương trình tình yêu như các đôi vợ chồng khác, đôi bạn trẻ khác của miền Nazareth. Thiên Chúa đợi Ngài đính hôn xong mới can thiệp để xin phép mẹ, cho phép Thiên Chúa, cho Thiên Chúa một cái giấy phép xây nhà trong cung lòng của mẹ, nghĩa là mẹ mang thai con Chúa Trời. Điểm thứ nhất, cho nên khi mẹ chấp nhận hy sinh cái hạnh phúc riêng của mình là đồng nghĩa với mẹ cấp cho Thiên Chúa cái bằng xây dựng, giấy phép xây dựng đền thờ trong cung lòng mẹ. Điểm thứ hai, theo lời sứ thần thì chúng ta hiểu được là mẹ là đón đầy ân sủng, nghĩa là ở trong tình trạng ân sủng của Thiên Chúa, mà đón đầy ân sủng, ở trong tình trạng đầy ân sủng thì có nghĩa là gì? Thiên thần giải thích sau đó, chúng ta thấy trong cái câu khi Thiên thần giải thích cho Đức Maria: thưa bà Maria, xin đừng sợ vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Như vậy đón đầy ân sủng là đón sống đẹp lòng Thiên Chúa. Thưa anh chị em, nhưng mà cái gì làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất trong cuộc đời chúng ta, nếu không phải là cho phép Thiên Chúa có một thời gian, một chỗ đứng trong cõi lòng chúng ta, trong cõi người chúng ta, trong cõi nhân sinh này? Bởi vì cái khát vọng của Thiên Chúa qua huyền nhiệm nhập thể đó là đến ở với con người, chia sẻ thân phận với con người, và qua đó để cứu độ con người. Cho nên cái mà làm đẹp lòng Thiên Chúa nhất đó là cấp cho Ngài cái giấy phép được xây dựng
đền thờ, đền thánh cho con của Ngài trong cõi nhân sinh này, theo cái nghĩa bóng. Nhưng mà bây giờ, thưa anh chị em, đó là gương của Đức Mẹ, tức là hy sinh hạnh phúc riêng của mình, nghĩa là Thiên Chúa là ưu tiên. Chương trình cứu độ tình yêu của Ngài là ưu tiên số một trong cuộc đời chúng ta, chứ không phải là cái đời sống vật chất này, không phải là nghề nghiệp làm ăn chúng ta, cũng không phải là danh vọng chức quyền này nọ là ưu tiên, mà là chương trình tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó là sống trong đẹp lòng Thiên Chúa, nghĩa là dẹp bỏ những cái gì không cho phép Chúa xây nhà trong cuộc đời chúng ta. Có nhiều gãy vỡ, có nhiều đổ vỡ ngổn ngang trên mảnh đất tâm hồn, trên mảnh đất của gia đình, trên mảnh đất của rum mẹ, trên mảnh đất của giáo xứ, trên mảnh đất của giáo hội, trên mảnh đất của xã hội chúng ta. Nhiều gãy vỡ gây ra bởi tội lỗi, bởi ích kỷ, bởi hận thù, bởi từ chối thứ tha. Cho nên cái ngổn ngang của sắt thép, của hận thù, của tự ái, của kiêu ngạo, của gian dối, của tất cả, nó cứ ngổn ngang như vậy trong cái mảnh đời, cái mảnh đất tâm hồn của chúng ta. Thì làm sao Chúa có thể xây nhà được? Để xây nhà mới, chúng ta phải gạt đi, dẹp đi những cái ngổn ngang đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, làm sao chúng ta thấy là cái biểu tượng của nhà, của đền thờ, cái chức năng của đền thờ là gì? Chức năng của đền thờ là nơi để cầu nguyện, để hứa, là nơi y như là một cái trạm tiếp sóng của mấy cái điện thoại, telephone. Ngày nay chúng ta thấy có những cái anten, những cái trạm tiếp sóng, nó đặt ở những cái vị thế cao, hay là cứ khoảng mấy chục km, 100 km thì có một cái cột tiếp sóng y như cái parabol đó, để mà có thể tiếp sóng với nhau. Thì chúng ta để ý cái chức năng của đền thờ, tôi đã có dịp chia sẻ rồi, là nơi để ca ngợi, nơi để tiếp nhận cái sóng của trời cao, nơi để cầu nguyện, nơi để dâng hy tế đời mình, dâng tất cả những đau khổ của thân phận kiếp người chúng ta lên Thiên Chúa. Cho nên nơi nào người ta cầu nguyện, nơi đó người ta chính thức cấp cho Thiên Chúa cái giấy phép xây dựng nhà của Ngài. Nơi nào người ta dùng thời gian để cầu nguyện, nơi đó người ta cho phép Thiên Chúa xây dựng cái thời gian phụng tự để kính Ngài. Cho nên dùng thời gian và nơi chốn, thời gian và không gian để cầu nguyện, để tôn vinh Thiên Chúa là đồng nghĩa với việc cho Thiên Chúa giấy phép xây dựng nhà của Ngài trong cõi lòng chúng ta, trong cõi gia đình chúng ta. Một gia đình không cầu nguyện, gia đình đó không phải là nhà của Chúa. Một tâm hồn không cầu nguyện, một tâm hồn không biết hy sinh những gì trọn đời để ưu tiên cho việc Chúa và công trình cứu độ của Ngài, cái tâm hồn đó không phải là đền thờ, không còn là đền thờ nữa. Một tâm hồn chỉ đi nói xấu và quyền rủa người khác, một tâm hồn chỉ ai oán hận thù, thì tâm hồn đó trở thành một cái tòa án, một cái đấu trường, chứ không còn là một đền thờ nữa. Như vậy thì làm sao cái dự án của tình yêu cứu độ có thể được thực hiện cho chúng ta và qua chúng ta cho người khác, cho xã hội, cho nhân loại, nếu như chúng ta cứ duy trì những hận thù ai oán trong cõi lòng chúng ta, trong gia đình chúng ta, trong rum mẹ, trong xã hội chúng ta. Cho nên vô tình chúng ta biến cái nơi mà Chúa muốn xây dựng đền thờ thành những tòa án, thành những một bãi chiến trường, thưa anh chị em. Cho nên tôi khuyên anh chị em trong thời gian Noel này, khi đến thăm máng cỏ đó, viết một tờ giấy. Anh chị em hiểu được cái ý nghĩa tôi mới vừa nói, là cái nghĩa bóng của việc cấp cho Chúa một giấy phép. Hiểu rồi, nghĩa là phải cầu nguyện. Nơi nào có cầu nguyện, nơi nào người ta tụ nhau, xúm nhau càng đông để cầu nguyện, là nơi đó người ta cho phép Chúa xây. Như vậy thì Chúa xây nhanh hơn là một hai người cầu nguyện.
Nếu như càng đông cầu nguyện, càng đông càng hiệp nhất với nhau, thì Chúa có thể xây nhanh hơn cho chúng ta một đền thánh để con người ngự trị, để vương quyền của người tồn tại vĩnh viễn một cách thường hằng trong rúm mẹ, trong cõi lòng chúng ta, trong giáo xứ chúng ta, trong giáo hội chúng ta và trong thế giới của chúng ta. Cho nên việc chúng ta xúm nhau lại để mà cầu nguyện như vậy là rất là quan trọng trong cái đời sống của chúng ta. Bây giờ tôi đề nghị anh chị em làm đó là hiểu, thực hiện cầu nguyện rồi, nhưng mà làm một cái cử chỉ cụ thể như vậy đó, để cho thấy rằng là cái việc suy niệm của chúng ta nó không phải là một cái gì đó trừu tượng hoàn toàn, mà nó có cụ thể hóa, nó được diễn tả hóa bằng một cử chỉ biểu tượng rõ ràng. Như vậy nó vẫn gần với văn hóa kinh thánh, văn hóa Do Thái hơn là chúng ta theo cái não tràng của văn hóa chúng ta hay Tây Phương. Chúng ta hiểu, chúng ta suy niệm, chúng ta cầu nguyện thôi chưa đủ. Tôi đề nghị anh chị em làm một cái cử chỉ rất là cụ thể, đó là trong thời gian có các cái máng cọ ở nhà thờ giáo xứ hay nhà của mình, nếu như không đi giáo xứ được, anh chị em cầu nguyện trước máng cọ rồi viết cho tôi một cái tờ giấy là lạy Chúa ngày hôm nay mấy giờ con tên gì đó, con chính thức cho phép Chúa, cấp cho Chúa cái giấy phép xây dựng nhà của Chúa trong cõi lòng con, trong mái ấm gia đình con và trong xã hội con. Chấm hết, ký tên. Rồi xếp lại, đúc ở dưới cái máng cỏ đó, xen vào trong mấy cái hốc đá của máng cỏ đó, hay là để trong cái đống rơm của bò lừa đấy, để đó. Là một cách biểu tượng như vậy. Mà một khi mình cho phép Chúa rồi thì đương nhiên là Chúa có quyền xây dựng. Mà cái việc cho phép đồng nghĩa với cái việc là đọc kinh, dự lễ, cử hành các bí tích, đền thờ là như vậy đó. Là cho khi chúng ta thực hành tất cả điều đó thì Chúa có thể xây dựng cái sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái thời gian phụng tự, thời gian kinh nguyện và nơi kinh nguyện nó rất quan trọng trong cái cõi nhân sinh này. Chúa là đấng tín thành. Chỉ cần cho phép Chúa xây dựng cái sự hiện diện của Ngài qua đời sống đạo đức dự đạo của chúng ta, qua việc lắng nghe lời Ngài, qua việc giữ các bí tích là những phương thế, qua đó Ngài thông ban cho chúng ta quyền năng cứu độ và chữa lành của Ngài, là Ngài có một chỗ đứng, một đền thờ trong cuộc sống của chúng ta. Và một khi Ngài có một chỗ đứng, một đền thờ trong cuộc sống chúng ta, thì Ngài có thể biểu lộ ra cho trần gian được, theo tinh thần của bài đọc 2 của thư gửi tín hữu Roma chương 16 câu 25 đến câu 27. Thưa anh em, vinh danh Thiên Chúa, đấng có quyền năng làm cho anh em được vững mạnh theo tin mừng tôi loan báo khi rao giảng Đức Giêsu Kitô. Tin mừng đó mặc khải mầu nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa. Mầu nhiệm đó là gì? Nhưng nay lại được biểu lộ như lời các ngôn sứ trong sách thánh. Mầu nhiệm đó là gì? Đó là mầu nhiệm tình yêu cứu độ, mầu nhiệm của nhập thể. Theo lệnh của Thiên Chúa đấng hằng có đời đời, mầu nhiệm này được thông báo cho muôn dân biết để họ tin mà vâng phục. Chỉ mình Thiên Chúa là đấng khôn ngoan thường trí, kính do người mọi vinh quang đến muôn thuở muôn đời, nhờ Đức Giêsu Kitô. Amen. Đó là cái lời kinh tôn vinh mà Thánh Phaolô viết khi nói về việc Đức Giêsu được mặc khải cho muôn dân. Đức Giêsu được nhận biết bởi muôn dân, bởi vì nhờ đền thánh cung lòng của Đức Maria. Cho nên cái tuần sau cùng của mùa vọng này, anh chị em suy niệm về cuộc đời của Đức Mẹ. Làm thế nào mẹ đã tiếp nhận đấng tín thành này? Làm thế nào mẹ tiếp nhận được đấng mà con người không thể nhốt trong cái phạm trù
không gian, thời gian và văn hóa của mình. Không thể nào gỡ bỏ Thiên Chúa theo ý mình được. Đó thì chúng ta nói gương mẹ để chúng ta nhìn thấy được, như tôi mới vừa phân tích là cuộc đời của mẹ hy sinh tất cả cho công cuộc của Chúa. Thiên Chúa là ưu tiên trên hết, hạnh phúc riêng, tất cả những gì phạm trần mẹ bỏ qua để cho Thiên Chúa có thể thực hiện cái dự án của tình yêu cứu độ của Ngài. Hy sinh cho Chúa chưa đủ, anh em, anh chị em, còn phải đẹp lòng Chúa, sống trong tình trạng ân sủng của Chúa nữa. Mà làm sao sống được trong tình trạng ân sủng nếu như không có các bí tích, nếu không có nghe lời Chúa, nếu như không biết yêu thương và tha thứ cho đến cùng. Xin chúc lành cho mọi người chúng ta trong giai đoạn cuối của mùa vọng này, và xin anh chị em viết ký để cấp cho Chúa giấy phép để Ngài có thể xây dựng nhà của Ngài. Nhà, cái nghĩa bóng mà tôi có khai triển hồi nãy, biểu tượng của sự bảo vệ, sự che chở. Ngài muốn bảo vệ, Ngài muốn che chở chúng ta, mà Ngài không được phép. Ngài không được phép. Khi chúng ta không cho phép Ngài thì Ngài cũng đành bất lực. Cho nên đôi khi chúng ta trách Chúa, nhưng mà chúng ta không có cho phép Ngài can thiệp vào cuộc đời chúng ta, xây nhà, tức là thiết lập cái sự bảo vệ, sự che chở. Nhà cũng là biểu tượng của sự thân tình, ấm cúng. Thì Ngài cũng muốn thiết lập cái sự thân tình và ấm cúng này với mỗi người chúng ta, với gia đình chúng ta. Cho nên nơi nào người ta cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa, nơi đó nhà Thiên Chúa được xây dựng. Nơi nào người ta hiệp nhất, đồng tâm đồng lực cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa càng đông càng nhiều, nơi đó nhà Thiên Chúa được ở giữa chúng ta, được vững chắc, được trường tồn. Amen.